Cựu cán bộ làm giấy khai sinh cho Hồng Loan đã xác nhận Vũ Linh đã xét nghiệm ADN. Kính thưa quý khán giả, thân phận con nuôi con ruột của Hồng Loan lại một lần nữa bị xoáy sâu. Lũ kền kền nhất quyết khẳng định Hồng Loan là Tôn Ngộ Không, nứt ra từ đá, từ đất nẻ chui ra, dây vò trái tim của một cô gái chân yếu tay mềm, từ nhỏ không biết hơi ấm của mẹ, lại vừa mới mất cha. Vấn đề con nuôi con ruột về góc độ pháp lý không còn giá trị, bởi giờ đây Hồng Loan là con hợp pháp duy nhất, thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Võ Văn Ngoan. Nhưng từ câu chuyện ồn ào lần này, chúng ta lại được nghe thêm những góc khuất thâm cung bí sự đến từ những nhân vật trong quá khứ, là những vị cựu cán bộ đã làm giấy khai sinh hàng chục năm về trước cho Hồng Loan. Mời quý vị và khán giả cùng theo dõi nội dung. Thưa quý vị khán giả, đứa cháu quốc dân yêu cậu, thương cậu, sau khi tung tin cậu mình là gay, là người của cộng đồng LGBT, thì giờ đây giấy trắng mực đen, muốn cả thế giới phải công nhận, phải biết cậu mình là người hiếm muộn, tự tuyệt, tự tôn, không con không cháu nói dội. Thông qua các tình tiết giữ nhà từ đường của cha mẹ để lại, mong muốn căn nhà số 5 Trần Thị Điểm là nơi thờ phụng hương khói ông bà tổ tiên. Việc nhiều lần khẳng định, họ của Hồng Phượng là họ Lê, không phải họ Võ của cậu. Việc lấy lời xưng hô với Ruby là ông ngoại, vội đổi sang là ông Năm, đủ chứng minh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là người đề cao huyết thống của dòng họ Võ. Chúng tôi đặt ra một thắc mắc, rất mong được quý vị trao đổi thêm. Chúng ta hãy tạm cho cố nghệ sĩ là một người thuộc cộng đồng LGBT. Vậy thì một người coi trọng huyết thống như nghệ sĩ Vũ Linh thì dù không có khả năng sinh con, ông cũng khó có khả năng nhận một đứa trẻ, trời ơi đất hỡi, về nuôi. Tại sao Hồng Loan với Hồng Phượng bằng tuổi nhau mà bà Sáu đang mang bầu Hồng Phượng, chứ không nhận Hồng Phượng làm con nuôi đi? Lúc đó bà Sáu đang một mình mang tiếng chữa quan, cậu là người thương gia đình và trọng huyết thống, sao ông lại nỡ để em mình mang tiếng đó được, lại đi nhận một đứa trẻ khác dòng máu về nuôi? Với cái nết phổ bành bành và cái mỏ của bà Sáu thì không để chủ mang một đứa trẻ khác máu về nuôi như vậy được. Hiện tại trên mạng xã hội đã xuất hiện tin truyền miệng, nếu đúng như tin đồn trên mạng xã hội, có một vị cựu cán bộ xác nhận Vũ Linh đã xét nghiệm ADN huyết thống với Hồng Loan. Vậy tại sao bản chất của Hồng Loan là con ruột và giọt máu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhưng trên tờ giấy lại ghi là con nuôi? Căn cứ vào văn bản của Ủy ban Nhân dân quận gửi tòa ngày 8 tháng 8 năm 2023 cho thấy, Ủy ban Nhân dân quận có trích lục được bộ hồ sơ con nuôi, trong đó ghi nhận Ủy ban Nhân dân là bên giao Hồng Loan, ông Võ Văn Ngoan là bên nhận, theo thủ tục khai sinh quá hạn vì không thể làm thủ tục khai sinh trong hạn 30 ngày. Ủy ban Nhân dân quận có trích lục được bộ hồ sơ nuôi con nuôi, trong đó ghi nhận Ủy ban Nhân dân quận là bên giao Hồng Loan, ông Võ Văn Ngoan là bên nhận, theo thủ tục khai sinh quá hạn vì không thể làm thủ tục khai sinh trong hạn 30 ngày kể từ ngày đẻ theo quy định của Nghị định 04 của Chính phủ năm 1961. Vì Hồng Loan sinh năm 1987 đến năm 1992 mới được làm khai sinh, như vậy có thể kết luận rằng: 1. Về mặt giấy tờ, đã từng có một thủ tục cha nuôi và con nuôi giữa Vũ Linh và Hồng Loan do hợp thức quá khai sinh quá hạn. Điều này không bao giờ đồng nghĩa với việc Hồng Loan thật sự là con nuôi. Nuôi hay ruột thì kêu tòa triệu tập ông Võ Văn Ngoan đến tòa được đi rồi xét. 2. Thủ tục nuôi con nuôi để hợp thức quá việc khai sinh quá hạn này cũng không ảnh hưởng gì tới tính hợp lệ quan hệ cha con tại giấy khai sinh của Hồng Loan. Điều này chỉ khẳng định Hồng Loan đã được đăng ký hợp pháp từ năm 1992. Đến năm 2023, Hồng Loan có toàn quyền thừa kế tài sản. 3. Đứa cháu ruột trong gia đình đã có tên cha trên giấy khai sinh đâu mà hàm hố. Đứa cháu đó được xác định là con ngoài giá thú thì phải khai sinh theo điều 3 của Nghị định 04 Chính phủ. Theo đó hồ sơ lưu của nó lục ra sẽ là hồ sơ con ngoài giá thú. Kêu nó có ngon thì trích lục toàn bộ hồ sơ của nó xem được đăng ký khai sinh đủ cha mẹ, con trong hôn nhân hay ngoài giá thú. Hồi năm 1992, phải mà ông Võ Văn Ngoan cũng nhận đứa cháu ruột làm con nuôi, làm giấy khai sinh cho nó theo thủ tục con nuôi giống Hồng Loan, là giờ nó cũng được đồng sở hữu chính thức rồi. Tiếc cho nó, đến mỗi tờ giấy khai sinh con nuôi mà ông Ngoan cũng không làm cho nó, để giờ đây nó mới vật vã đòi đồng sở hữu. Về việc đăng ký khai sinh, trước năm 1998, căn cứ Nghị định số 04 của Chính phủ, ngày 16 tháng 1 năm 1961. Sau năm 1998, căn cứ Nghị định số 83 năm 1998 của Nghị định Chính phủ, theo Nghị định số 04, việc đăng ký khai sinh phải thực hiện theo quy định sau. 1. Trong 30 ngày kể từ ngày đẻ con thì phải đăng ký khai sinh. 2. Phải có giấy xuất trình, giấy chứng sinh cho cơ quan y tế đã đỡ đẻ cấp.
Trường hợp không có giấy chứng sinh thì có thể xuất trình giấy tờ chứng nhận do người chịu trách nhiệm về hành chính ở xóm, bản, phố hay cơ quan xí nghiệp, công nông trường cấp. 3. Họ tên, tuổi, quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, chỗ ở của cha mẹ do Hồng Loan sinh năm 1987 nhưng đến năm 1992 mới được làm giấy khai sinh, do đó nghệ sĩ Vũ Linh không được thực hiện khai sinh đúng hạn 30 ngày và khả năng là không có giấy chứng sinh cũng như các giấy tờ của người mẹ. Do đó, nghệ sĩ Vũ Linh phải thực hiện theo thủ tục con nuôi là đơn giản nhất, được quy định tại Điều 4. Trường hợp trẻ con mới đẻ bị bỏ rơi thì người trông thấy đầu tiên có nghĩa vụ tạm thời bảo vệ đứa trẻ và báo ngay cho Ủy ban Hành chính hoặc cơ quan công an gần nhất. Ủy ban Hành chính đứng khai sinh và tìm người đưa đứa trẻ, nghĩa là nghệ sĩ Vũ Linh mang Hồng Loan về và được Ủy ban Nhân dân xác định Hồng Loan thuộc Ủy ban Nhân dân. Nghĩa là nghệ sĩ Vũ Linh mang Hồng Loan về và được Ủy ban Nhân dân xác định Hồng Loan thuộc Ủy ban Nhân dân, sau đó làm thủ tục chính thức bàn giao cho Vũ Linh để làm giấy khai sinh quá hạn cho Hồng Loan, hợp thức hóa theo thủ tục hành chính chung được quy định tại Điều 4 Nghị định 04 của Chính phủ năm 1961. Thủ tục này không khẳng định Hồng Loan thật sự là con nuôi, vì Hồng Loan do Vũ Linh mang về thì chỉ Vũ Linh mới biết là con nuôi hay con ruột. Ủy ban Nhân dân phường lúc đó chỉ giúp Vũ Linh khai sinh quá hạn cho Hồng Loan bằng cách hợp thức hóa quan hệ cha con qua hồ sơ con nuôi, vì Vũ Linh không đủ giấy tờ chứng sinh để đăng ký khai sinh trong hạn. Thực tế, hồ sơ của Ủy ban Nhân dân quận gửi tòa án ngày 8 tháng 8 năm 2023 cũng ghi bên giao con là Ủy ban Nhân dân. Điều này phù hợp với Điều 4. Điều này phù hợp với 4 Nghị định 04 của Chính phủ năm 1961. Thưa quý vị, khi quý vị nhận nuôi một con vật như chó mèo, quý vị cũng phải chăm sóc nuôi nấng nó, thậm chí có khi con vật của mình nuôi vì một lý do gì đó mà chết đi, họ còn khóc thương như chính người thân của mình. Huống chi đây là một sinh mạng của một con người, là một người mà nghệ sĩ Vũ Linh yêu thương, đôi khi chắc chắn sẽ có giận hờn trách mắng, và cho tới ngày ông nhắm mắt, người bên cạnh ông vẫn là Hồng Loan, kiểm chứng qua lời kể của các nghệ sĩ đến thăm ông những giây phút cuối cùng, và cho tới những giây phút đó, Hồng Loan vẫn là con, vẫn có mặt để tang cha, vẫn thực hiện tất cả những nghi thức tang lễ như những đứa con bình thường khác. Chỉ có nghệ sĩ Vũ Linh là người duy nhất có quyền tước quyền thừa kế của Hồng Loan. Và trong bài viết ngày hôm nay, tôi có thêm một câu nữa, chính là nghệ sĩ Vũ Linh mới có quyền được tuyên bố Hồng Loan không phải là con của tôi. Thật sự từ đầu không quan tâm Hồng Loan là con nuôi hay con ruột. Ai cố tình đào bới chuyện con nuôi thì rõ ràng là không tôn trọng chú Vũ Linh, chỉ cần Hồng Loan là con của chú là được. Điều đó được chú khẳng định từ xưa đến khi mất. Đáng lẽ hãy để vấn đề con nuôi hay con ruột của chú Vũ Linh yên nghỉ cùng với chú. Hồng Loan là con của chú, vậy là quá đủ rồi. Và điều đó pháp luật cũng công nhận. Về vấn đề hợp pháp của Hồng Loan là không phải bàn cãi, không ai có thể thay đổi được. Giờ nói con nuôi hay con ruột chẳng qua là muốn gây tổn thương cho Hồng Loan, nhưng chắc cô ấy cũng đã quen dần và không còn buồn nữa. Mong rằng sau này Hồng Loan sẽ chăm sóc và lo lắng cho cô Mỹ an toàn. Em ấy và con của em ấy là người sau này sẽ thờ phụng tổ tiên ông bà của dòng họ Võ, bao gồm cả cô Sáu và chú Bảy. Điều đơn giản như vậy, sao cô Sáu và chú Bảy không biết? Hay là hai cô chú vì quá tham tiền mà lạc thần mất trí mất rồi? Ngay từ đầu, những ai ủng hộ Hồng Loan cũng đã lên tiếng, cho dù Hồng Loan là con nuôi hay con ruột thì họ vẫn một lòng ủng hộ Hồng Loan đứng về lẽ phải, chứ không đứng ra bên vực cho những cái sai cái trái mà phía Hồng Phượng đã làm ra. Nếu phía cô Sáu đã nói Hồng Loan là con nuôi thì đừng kêu Hồng Loan đi xét nghiệm ADN nữa. Nhai đi nhai lại hoài, có thấy mệt không? Cố tranh giành làm gì khi tài sản không thuộc về mình, cuối cùng mất cả chì lẫn chài, đó thấy chưa? Luật nhân quả đâu có sai, mà theo như Hồng Phượng nói, lỡ rồi đâu sợ cùi, thì Hồng Phượng còn gọi là banh nóc nữa nha, mà càng quậy thì cuộc đời Hồng Phượng càng te tua hơn nữa. Mình làm gì thì phải nghĩ tới con cháu mình sau này, con bé còn nhỏ, vô tội, cho nên làm cha làm mẹ, đừng để con mình khổ nữa nha.